Từ từ thôi. Muốn tao chết nghẹn hả? Vâng. Thôi thôi, cố ráng ăn đi cho mau khỏe. Di chúc ta đã viết xong rồi, chỉ chờ ngày ta chết thôi. Cũng khỏe như thế, biết bây giờ cũng mới chết à? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Từ từ để ta nghĩ cách. Cách gì ạ? Thì chỉ còn cách làm cho bản di chúc ấy có hiệu lực. Thế thì ta phải nhờ đến Dr. Xuân rồi. Kính chào đại gia. Ôi, ngọn gió nào đã mang cậu đến đây vậy? Chữa cho cậu thì cậu vẫn khỏe chứ à? Không còn đợi em gì chứ à? Từ độ doctor chữa cho già đến tận bây giờ thì già vẫn còn khỏe lắm. Chứ biết lấy gì để tạ ơn doctor đây? Chả bỏ việc gì mà phải nhớ. Từ độ tôi không có thăm quán thì quán vẫn đông khách chứ hả? Vâng, có nhiều bà nhiều cô vẫn hay hỏi tham quan anh lắm đấy ạ. Thầm quá gì, thứ hạ lưu mang cả bông như tôi. Còn tôi chỉ muốn có người nhổ vào mặt, đánh vào mặt. Nào, mời quan đốc ngồi chơi, có ai lỡ lời, sơ suất gì đâu. Tôi mà giận thì đã có người chết, xấu thì cũng chả ai đẹp. Ôi chao, đông đủ thế à. Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sơn. Ôi trời, ôi đẹp mặt tôi chưa? Ôi, vợ tôi ngủ với trai. Mà cả thiên hạ này ai nấy cũng đều biết cả. Mày, mày. Anh Xuân, giúp ông em với. Ta chết, sống cũng nhục. Có chạy chữa, thì chạy chữa có cho cái danh danh nhà tao. Mà bọn chúng mày đã chót bôi nhọ. Thưa cậu, con chỉ là thằng vô học, hạ lưu nhập ban không biết cái thuốc ạ. À. Cuối cùng thì thời khắc này đã tới. Việc quan trọng bây giờ là tang lễ của cụ Viên, không được để dư luận bàn tán về việc của anh với con gái tôi. Tôi sẽ cho anh thêm vài chục nghìn tiền thừa kế nữa, được không? Vâng ạ, vậy con xin lui ạ. Không biết bộ đồ này có vừa với chị Tuyết không nhỉ? Em mà thế có khác gì đi hội đâu hả Tuyết á? Chị cũng thế thôi mà, có khác gì em đâu. Nào, đến giờ lành rồi. Cảm ơn ông Tuyết đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Ngài, ngài xem em mặc thế này đã đẹp chưa? Sửa một chút, rất là tuyệt. Charlie Berry. Cái mốt này khá đấy ông Tuyết ạ. À. À bố, bố đã thuê người khóc thuê rồi. Vậy thì con phải khỏi cần khóc nữa nhé. Đợi đến được tao rồi mày hãy khóc. Để được bố con sẽ mặc chiếc đầm đẹp hơn. Thank you.
tốt lắm. Cảm ơn ông. Ôi, cái đám này linh hình thật ha. Như này hỏi ấy. Chứ còn cái gì nữa. Này này, vợ anh dạy này có đẻ thêm một đứa nữa không? Đẻ nhiều đứa nó nuôi rồi chết đi này. Mọi người có thấy rằm hôm nay của tôi đẹp không? Vâng, đẹp chị đã. Nổi càng to lên nào. Sau đây là một vài cảnh hậu trường của chúng em. Rồi nè, ai còn kéo lên nữa ta? Sao mày đi đám tang mà mặc đồ kỳ vậy? Xuân tóc đỏ, cảm nghĩ gì? Xuân tóc đỏ đi làm bảo vệ.